Sơn xin chào tất cả mọi người nha. Sơn chúc tất cả mọi người có một ngày mới vui vẻ nha. Thì hôm nay Sơn sẽ lắp thử cái ống sáo này lên cái con diều 2m97 này của Sơn xem nó như thế nào nhé mọi người. Diều lắp ghép vay may từ bóng liền. Và Sơn tự làm á. Dạ, cũng như mấy clip trước thì Sơn cũng đã thả được. Nhưng mà Sơn phải độ thêm cái đuôi, lắp thêm cái đuôi huyền thoại này vô mọi người ạ. Thì để bữa nào Sơn sẽ lắp, Sơn sẽ làm ba cái đuôi, gọi là cái đuôi cá. Đuôi cá Sơn làm lại cái mới nhé mọi người. Một cái đuôi cá này là một cái đuôi song vân với một cái đuôi diều mẹ bồng con nhé mọi người. Thì để bữa nào Sơn làm, Sơn độ vô cái diều này thả được xem nó như thế nào nhá. Vậy là hôm nay Sơn sẽ phải lắp thử với mọi người ạ. Xem cái con diều này nó kéo sáo coi nó có ổn định không mọi người. Sơn mới dám làm sáo thì cái ống thì Sơn cũng đã làm cho nó thật là mỏng rồi mọi người. Đó là của mít đây, nó cũng chưa được khô cho lắm. Thì để cho vài bữa đã rồi là Sơn sẽ làm nhé mọi người. Thì còn tầm ngày mai chắc là Sơn sẽ làm sáo bằng gỗ chắc. Thì hôm nay Sơn sẽ buộc cái sáo này lên trên này nhé mọi người. Thì bây giờ Sơn sẽ quay chi tiết cho mọi người cùng xem luôn nha. Thì đây là Sơn, hôm nay Sơn sẽ buộc cái ống này lên nhé mọi người. Với cái sáo này thì mọi người khi mà mọi người buộc á, mọi người lưu ý mọi người để lên trên này khoảng tầm thế này mọi người. Đây nha, mọi người để thế này. Và mọi người buộc, mọi người giống lên trên thẳng tầm kiểu thế này. Đây. Sơn lại không có gì cầm. Thì tí nữa Sơn buộc thì Sơn sẽ quay cho mọi người cùng xem, nhưng mà khi mà Sơn buộc cái mấy cái này vô á, Sơn không quay nhé mọi người. Thì Sơn quay một mình nhiều khi nó lại không hay, với là nó khó khăn một tí. Thì nên là Sơn sẽ không quay nhé mọi người. Cái đoạn mà Sơn buộc ống sáo lên thì Sơn sẽ không quay. Với là đây là một cái dây. Dây này là dây cái xăm lốp đó mọi người, để Sơn buộc cái đuôi. Với là cái đoạn này thì Sơn sẽ buộc nơi cái dây ống kia để cho nó chặt, rồi bữa nào sẽ tháo ra cho nó dễ mọi người ạ. Thì nói chung là bây giờ Sơn sẽ tiến hành buộc, và Sơn cũng mới kiểu là châm hương mọi người. Đây mọi người, nhìn châm hương này, nói chung là dày đặc luôn ạ. Thì nói chung là châm hương thì nhìn nó sẽ đẹp hơn mọi người. Chứ dán keo thì nhìn cái màu keo nó xấu á, nên là Sơn lấy ra Sơn châm hương. Thì Sơn châm hương nói chung là nhìn nó cũng không được đẹp cho lắm, tại vì nó thủng nhiều quá mọi người. Tại vì kinh nghiệm chưa có nữa mọi người. Thì mọi người cứ cắt một cái cây thế này, mọi người làm ống sáo đến đâu mọi người cắt đến đó. Thì mọi người bỏ lên đây để Sơn để vô đây cái đã nhá. Đây, cái đoạn góc này. Đây nhá mọi người. Đây mọi người để từ ra thế này. Mọi người giống thế này lên. Khoảng tầm diều mình chuyên gia là bay khoảng tầm 80 hoặc là 60 độ là mọi người để thế này. Đó, đây là 100 độ nhá mọi người. Đây khoảng tầm là 80 này. Thế này còn tầm 60 thôi. Thì mọi người cứ để như thế là được. Thì khi mà cái sáo mình lên thì nó sẽ kêu. Chứ không là sáo kiểu là mọi người để thấp quá, là cái mấy cái miếng này khi mà diều mình bay kiểu này mọi người này, là cái ống sáo mình nó không vô được gió nhiều và nó kêu khá là nhỏ. Thì hôm nay Sơn sẽ buộc và Sơn đi thả thử cái đó. Nói chung là nó bay được khoảng tầm ổn định thì Sơn làm ống sáo kia. Nói chung là nó không bay ổn định thì Sơn vẫn làm thôi, nhưng mà kiểu là Sơn mới làm lại cái mấy tấm ni lông này mọi người này. Sợ là Sơn làm sáo rồi Sơn buộc lên nó rớt một cái để hư đấy. Không có gỗ để làm mọi người ạ. Nên là Sơn phải test thử đó mọi người. Thì bây giờ có thể là Sơn sẽ buộc luôn nhá mọi người. Sơn cũng đã buộc xong rồi nhá mọi người. Thì buộc cái này thì nó cũng nhanh thôi mọi người ạ. Mỗi tội là hơi nóng. Tại vì ngồi ở đây là không có quạt đầu, với là gió nó cũng yếu quá mọi người, nó hơi nóng. Thì đây là cái sáo, gọi là sáo huyền thoại của Sơn đó mọi người, hồi trước đến giờ D55, còn là cái ống kia thì D45. Cái sáo miệng bằng chai bí đao này là D55 nha mọi người, 55. Thì tí nữa Sơn sẽ mang ra thả nha mọi người, tại vì trời khá là nóng. Đây mọi người, đây là cách buộc sáo của Sơn.
Nói chung là nó khoảng tầm như thế này, khoảng tầm là 90, gần 90 cm mọi người ạ, tầm tầm mấy cm á. Nói chung là buộc xuống một tí nữa là đẹp hơn. Nhưng mà sơn thử thế này thử xem nó có kêu to hơn không đã nhá mọi người. Thì tí nữa gió to thì sơn sẽ mang diều ra thả nhá mọi người. Tại vì trời đang khá là nắng đó. Đây mọi người, trời nắng á, gió cũng không có luôn. Thì tí nữa sơn sẽ mang ra thả nhá. Thì bây giờ sơn sẽ đợi và tí nữa sơn sẽ mang ra thả. Sơn cũng đã cho lên được rồi nhá mọi người. Sáo kêu hơi bị to luôn, rung dây luôn mọi người. Diều cũng quả này nó lôi cho là sơn mất. Khi nãy nó tụt chân sơn mất cái dép luôn, dép 15.000 đơn mất, chán thật. Vui mọi người ạ. Nói chung là cũng là 2 ngày á mọi người. Như vừa qua thì không có gió, hôm nay thì có gió và sơn cũng đã cho lên được. Mỗi tội khi nãy sơn cho vô cái bờ tôn này nè mọi người, nó bị rách mất một đoạn nên là hồi nó sơn phải xuống để dán lại, châm hương lại. Thì hôm nay khá là vui. Nói chung là tính ra thực tế thì hôm nay sơn làm sáo rồi chứ, nhưng mà không thể ngờ là hôm nay với có gió để thả diều mọi người ạ. Chưa công nhận con diều này khó giữ quá mọi người. Thì bây giờ sơn sẽ để im lặng cho mọi người nghe tiếng sáo nha. Với là trời cũng mưa rồi mọi người ạ, thì sơn tính để quay một đoạn yên lặng cho mọi người nghe tiếng sáo mà trời mưa rồi. Có thể là sơn phải lôi xuống và ngày mai sơn sẽ làm sáo nhá mọi người. Thì sơn cũng chúc tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ. Thì ngày mai sơn sẽ làm sáo và sơn hẹn tất cả mọi người ở clip ngày mai nhá. Thì bây giờ sơn có thể là sơn chào tất cả mọi người và bye bye tất cả mọi người nhá.